Kiểu như là cái tiếng của một cái sóng nó bị nhiễu anh em. Nó cứ rè 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 rè. Mình nghe nói là cái con game này có những cái sinh vật bị đột biến nữa. Mình cũng chẳng biết con gì nữa mà sao mà mình nghe cái âm thanh nó sợ sợ quá. Trời ơi, sao lại chơi những con game mà có thua như vậy nhờ. Đó là mình liên tưởng tới con game Resident Evil bắt trai với bắt gái quá anh em ạ. Sợ thật sự luôn ấy. Đây cái gì vậy? Ủa, đây là một trong con quái mình đã từng nghe đây. Ăn đạn nè con, ăn đạn nè con. Có vẻ nhìn thì to cao hầm hố nhưng mà khá yếu anh em ạ. Chỉ một viên shotgun của mình mà giết được kìa. Má ơi nó đông, cực kỳ đông luôn á. Lại đây con trai. Để giết hết. Con game này hình như là mình phải đi loot đồ hay sao nè. Mình đi lụm súng đạn hay gì đó. Tab cuộn chuột để đọc. Cái này để tìm hiểu sao đi. Thì anh em cũng biết tiếng Anh mình dở lắm. Nè. Nè bội. Yếu thế nhờ. Lâu lâu nó cứ phát ra những cái tiếng động rất là khó chịu luôn. Cái kiểu giống như là tiếng tín hiệu nó bị rè anh em. Tẹt 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 tẹt. Đây đúng không? Sao dưới này mà cũng bị đóng băng ghê vậy? Ê! Ui! Một cái súng máy nhưng mà hình như bị hư rồi. Bị màn nhện đóng rồi mình không sử dụng được. Đốt được không? Đốt nhiều khi nó khai hỏa sao? Dướng gì vậy? Tưởng thế nào solo với mình à? Ôi cái chỗ này không có gì hết, mình đi vô đây. Wow, anh em nhìn cái bề mặt chi tiết của cái game không, khá là thật, khá là đẹp luôn á. Nhanh lên, đừng mệt nó kéo ra cái bậy kìa. Đúng rồi, đâm nó. Cái con quái này nhìn nó ghê ghê sao anh em ạ. Đầu thì chọc lóc, mắt thì to, răng thì nhọn quắt. Chết mẹ rồi, bên đây nguyên một bầy luôn kìa. Cái thanh niên này sao đi có một mình lên vậy ta, không kêu ai đi chung à. À, có người. Cứu em mấy anh ơi. Hit me. Ôi con dao của mình kìa, lấy lại đi. Cắm vô đầu cái con kia rồi kìa, rút ra đi. Phải công nhận con quái này nhìn tổn thì chứ. Đây là người quen của mình. Chán thanh niên. Chắc lúc này được đem về cái chỗ chú ẩn nè, ở dưới cái hầm Metro nè.
Như lúc này là mình đã lấy Anna làm vợ và là con rể của ông tướng tên là Mueller đó. Như ổng là cái người kiểu giống như là chỉ huy, cái người đứng đầu của những cái người này nè, ở dưới cái hầm Metro này nè. Trời ơi, toàn là súng mà súng chế không à. Lẹ lên mấy anh ơi, đi cấp cứu em lẹ lên. Hình như là mình nãy giờ mình bị mấy con quái kia cắn hơi bị nhiều á, chắc là mất máu cũng kha khá đó. Cứu lẹ mấy anh ơi, không em chết bây giờ mấy anh ơi. Stand up for himself. How else can he hope to survive in the metro? Rise and shine, people. Hang in there, Artyom. You're gonna get a fresh dose of Spartan blood now. Rồi xong luôn. Điên thui luôn. Yeah, mừng quá, mừng tỉnh như rồi anh em ạ. Đây chắc là vợ mình đây, Anna. Oh, nhìn khá xinh nữa nha. Okay. Mỗi tội cắt tóc ngắn thôi. Nè, chuẩn bị nghe chửi nè. Are you trying to kill me with worry? What if next time you don't return from the surface? There's no one out there, Artyom. Cái việc mà đi lên trên mặt đất tìm kiếm một cái sự sống khác ngoài cái chỗ trú ẩn này nè, mà hầu như là không có được ai đồng tình cả. Mà điều cho đó là một cái suy nghĩ rất là điên rồ luôn, chỉ có mỗi cái thanh niên Archer này là nghĩ như vậy thôi à. Cho nên là hầu như ai cũng phản đối cả, ngay cả cái vợ mình luôn nè. Rồi xong rồi, thấy ông già vợ kìa. Thay như mình được biết tính khí ông này khá là khó nhằn luôn. Rồi bắt đầu chữ nè, ở đâu ông cay ông cổ cho nghe nè. Cái đồ điên khùng. But don't you see what you're doing to my daughter, your wife? Dad, please. The order is short on men after the battle. Cái giờ bắt đầu giảng đạo đây mà. Cha ơi, thật ra là con muốn tốt cho cộng đồng loài người mình cơ mà. Thật ra cái chỗ này sống rất là khó khăn nha anh em, nó không có tốt. Sống ở dưới hầm, dưới đất thì làm sao mà tốt được. Nó là thiếu những cái điều kiện. Cái việc đó là mình cũng muốn tốt cho vợ mình, cho nên mình mới đi kiếm những cái tín hiệu mà có những sự sống khác ngoài cái chỗ này. À, nhìn mặt ông già vợ kìa. Phải chủ tiệc. Come, we need to talk. Nhìn lên, chúng ta cần nói chuyện. I'll get the doctor. Artyom, please, promise me this. Ở đây đi, ở đây để cho bác sĩ chăm sóc nhé. Gặp lại anh sao? Ok. Ôi, tướng con vợ mình nhìn. Artyom, ngon ấy. We managed to bring you back from the. Rồi bây giờ tới lượt ông doctor, ông lại ông dẫn đạo đây em ạ. Cái số thanh niên nhỏ cực luôn. Đi lên mặt đất chơi có tí xíu thôi mà về bị súng vô chửi, tình mệnh nó thiệt. Let me put it this way. I can't promise I'll be able to bring you back next time. Biết rồi, khổ quá nói mãi. Mình chỉ muốn tốt cho cộng đồng thôi mà. Làm gì đâu mà căng. Gì đây? Oh, tự nhiên lại tắt đèn của người ta ông nội. Lại nữa hả? Mình là nhóm máu á, mình là cái nhóm máu AB. Hình như là mình phải đi kiếm những cái người kia để đang cần phải nói chuyện hay gì đó. Đây nè. Hình như là ổng đang yêu cầu mình và con vợ mình rời khỏi đây để đi tới một cái thành, cái chỗ tên là Bullet. Cái chỗ đó nó sẽ an toàn, nó sẽ đỡ khổ hơn ở đây. Đây là những người anh em đã từng cứu mình hồi nãy đây. Hình như là quen, có vẻ như khác hơn á. Đó, tại vì mình chưa chơi phần trước cho nên là mình không biết đây là những người bạn thân của mình anh em ạ. Hình như là hai phần trước mình là chính là cái anh hùng của cái những cái người này nè. Ồ, có ngon thì đập tay ăn mừng với lại ông ông già vợ kìa. Ông đỏ đầu cho thì đỏ sao xui. Bây giờ bọn mình phải di chuyển trong vòng 2 tiếng nữa kìa. Mình sẽ được đi tới cái bullet sẽ không còn chỗ này nữa anh em ạ. Kiểu như ông sợ mình lại đi lên trên mặt đất hay sao.
Một tuần sau đó, thanh niên này vẫn lì kìa anh em, vẫn đi lên trên mặt đất để tìm kiếm một cái tín hiệu radio, để mong là sẽ kiếm được một cái sự sống khác ngoài cái chỗ này. Nhưng mà có vẻ như lần này là mình được cái sự đồng ý của con vợ mình. Như vậy mới gọi là vợ chồng chứ anh em. Người ta đã nói rồi, đồng vợ đồng chồng thì giường quê tâm cũng sập mà. Trời má ơi, cái con game này, những con quái như vậy mà có vẻ như là cái nhân vật thấy rất là bình thường anh em ạ. Cái con vợ của mình như cũng như cái nhân vật của mình thấy rất là bình thường luôn. Mà những con vật đó, những con quái ở đâu ra ta? Don't you think I'd also love to live on an ocean beach or in a green forest? But what good are these fantasies in a silent world? Silent Artyom, because it's hết kiên nhẫn rồi em ạ. Cô vợ mình nó chiều mình như vậy là dữ lắm rồi. Hai vợ chồng thất vọng đi về. Lúc này mình được bắn cái AK rồi. Kiểu như là mình mới kiểm tra lại cái mặt nạ phòng độc của mình. Thì cái con game này mình theo như mình biết là xảy ra chiến tranh hạt nhân anh em, cho nên là ở trên mặt đất nó có khá là nhiều phóng xạ. Cho nên là khi mà lên trên là bọn mình phải đeo một cái mặt nạ. See all the destruction. And Moscow had the best anti-air defenses in the country. If this is how it looks now, imagine how the rest of the world looks. Cái kiểu như con vợ nó cũng đồng cảm mà nó đang an ủi mình kìa anh em ạ. Về một cái thế giới tươi đẹp chắc là khó lắm anh ơi, về mua thuốc ngủ đi. Hậu tận thế mà. Maybe you should come back to the order. We'll move to Polis. Dad says he'll arrange a flat for us. Đẹp quá. Không những cái đồ ngoại cực kỳ đẹp luôn. Đặc biệt là khi nào anh em chơi mà dùng những cái con kẹt RTX của NVIDIA, bật cái ray tracing lên, trời ơi, phải nói là phơi lòi luôn. Hình như là mình... ấy. Well, I'd say we're out of the woods. Whoa, hear that? Cái con game này, cái sự kiện của nó là 2035. Hiện tại của mình là 2020 rồi em ạ. Nghĩa là 15 năm nữa nó sẽ như vậy luôn hả? Trời ơi, mình còn yêu đời lắm nha. Mấy con quái yếu xìu à. Mình mới chơi mới vô game cho chắc có thể là những con quái này là cấp 1 thôi em ạ. Level 1. Ấy. Đùa. Trời ơi, mình mới vừa nói xong luôn á. Mới vừa nói xong mà bắn nguyên một băng đạn luôn mà cũng không xin nhê gì nó kìa. Cái kiểu như cái mặt nạ này lâu lâu là mình phải chỉnh một cái độ dặn gì ở trên á. Cái bình này sao nhỏ vậy, chắc là xài sử dụng chứ không được lâu đâu nè bạn. Cái oxy đây nè. Game công nhận đồ ngoại đỉnh quá anh em ạ. Ôi dồi ôi, đẹp cực luôn á. Mình là một trong những cái người mà fan của những cái con game mà theo cái hướng đồ họa đẹp cho anh em. Theo như mình thì một con game mà lôi cuốn là gameplay nè, cái cốt truyện và đồ họa đều phải đẹp. Nó phải tương đồng với nhau thì đó mới gọi là một siêu phẩm. Nhưng mà có những con game mặc dù không có cái đồ họa, không có gameplay nhưng mà cũng chuyện cực kỳ hay luôn. Nói chung là cái này là tùy theo cái sở thích của mỗi người anh em. Mình thì bình thiên về đồ họa, gameplay. Trời ơi, xe bọc thép nè. Đi đâu vậy? Ui đền. Mấy con này có phải là mấy cái con nãy mình bắn không ta? Sao nó không thấy mình nè? Wait it out. Looks like that was all of them. I'm glad they didn't notice us. Đi bắn đi. That was a large pack. Game này cũng thuộc dạng game bắn súng mà. Oh, is this why the zone is off limits?
Trời ơi coi kìa. Ôi đúng là hậu tận thế luôn. Vẫn còn thấy mặt trời là mừng rồi anh em ạ. Khiếp. F8. F8 là mình sử dụng một cái chức năng gì đó của game á. Mình bấm thử coi sao nó cứ hiện lên hoài, nó không có tắt ta. À nó cho mình thay đổi góc nhìn nè. Cái góc nhìn camera này nè em ạ. Cái field of view này là nó giống như là cái khi mà mình chỉnh cái đó thì nó sẽ nhìn nó thật hơn em ạ. Đây để mình chỉnh lên trên. Đó. Cái góc nhìn nó sẽ rộng ra rất là nhiều luôn. Ủa, rồi sao sale lại ta? Ờ làm sao để theo sale lại F à? Chết cha rồi, nó thay đổi cái ấy. R hả? À đây rồi. Hình như cái này là mình chỉnh ở trong kia kìa, trong game hay sao anh em ạ. Mình chỉnh cái này sao mình thấy nó không có lưu lại ta. Shit. Trường đấy em ơi, cẩn thận em ơi. Cái đàn mình biết ngay mà mình sao mình bắt đầu mình cảm giác với cái thằng nhân vật mình chơi Atom này nó kiểu như nó ngáo ngáo sao anh em ạ. Nghe một cái tiếng gì đó, một con tàu. Vậy là những cái mà mình suy nghĩ ra đúng rồi. Kiểu như con vợ mình lần đầu tiên thấy một cái đoàn tàu anh em ạ. Lúc này thì con vợ mình bắt đầu tin là có sự sống ngoài cái chỗ mà khu vực mình ở rồi. Khá là ngạc nhiên. Thấy chưa, anh đã nói rồi mà em không nghe. Ai cũng cho mình là điên khùng khi mà cứ mãi mà lên đây để tìm kiếm một cái sự sống ngoài cái khu metro đó anh em ạ. Nhưng mình phải giết theo cái đoàn tàu kia hay sao kìa. Sao? Ủa mình tưởng nó là phe mình. Đẹp. Tôi thấy mẹ rồi, ăn nguyên cái bắn súng vô mặt rồi. Cay. Ok thì cái clip mình chắc là kết thúc tại đây nha anh em. Hẹn anh em ở cái tập sau đi. Cái clip mình cũng khá là dài rồi. Ok bye bye anh em nha. Hẹn em những cái clip tiếp theo hay hơn.